Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn người tử vong và rất nhiều nạn nhân khác phải chịu đựng đau đớn, thương tật không đáng có do không hay chưa được sơ cứu kịp thời hoặc đúng cách khi gặp các tình huống nguy hiểm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường các hoạt động giờ giảng, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh, giúp các em có thể xử lý tốt các tình huống khi bản thân và mọi người không may gặp phải. Buổi sinh hoạt dưới cờ tại trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khác với thường lệ, hôm nay tất cả các em học sinh đều cảm thấy hào hứng với phần học kỹ năng sống, tập trung chính vào kỹ năng sơ cấp cứu. Các tình huống giả định được chính các em đóng vai, quan sát viên người Australia Tony Coffrey hướng dẫn và thực hành xử lý đột quỵ, nhồi máu cơ tim, máu chảy nhiều, nạn nhân bất tỉnh, co giật, xử lý bị bỏng, hóc thức ăn, dị vật. Đây là những kiến thức rất bổ ích và cần thiết. Em đã học hỏi được rất là nhiều điều từ những việc mà trước giờ em chưa từng biết, và ngày hôm nay thì em đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà có thể cứu giúp người khác. Dựa trên kế hoạch, khung chương trình được ban hành về thời gian dành cho đào tạo kỹ năng sống, trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa chủ động xây dựng các hoạt động phù hợp cần thiết để tạo ra một môi trường văn hóa mở, thu hút lôi cuốn học sinh tham gia. Mình cũng đã rất là trăn trở và cũng suy nghĩ làm cách nào mà đem những cái kỹ năng thiết yếu nhất đến cho học trò, để làm sao các em tự được bảo vệ được bản thân mình. Mình có chỉ đạo các phòng tham vấn học đường, anh chị em trong phòng tham vấn học đường tìm các cái đối tác để đem những chương trình giáo dục mà thiết yếu và cần thiết nhất tới cho học sinh. Để tạo sự thay đổi về nhận thức của người dân, tụi mình cam kết là sẽ vẫn tiếp tục làm các chương trình cộng đồng. Và hiện tại tụi mình chỉ có thể làm cho các trường, dạy miễn phí cho các trường ở thành phố lớn thôi. Nhưng tương lai tụi mình đang đào tạo một cái thế hệ những người Việt Nam, những cái bạn tình nguyện viên, mà mình đào tạo cho họ, họ học xong, họ học đủ 3 cấp độ của chương trình và họ đi tham gia với những lớp của mình thấy họ đủ kỹ năng, thì họ sẽ chính là những người đi đào tạo lại cho cộng đồng, kết hợp trong những cái chuyến đi về vùng sâu vùng xa. Để nhân rộng các kỹ năng cần thiết này cho cộng đồng, ông Tony Coffey cùng các cộng sự cũng đã thiết kế thành công ứng dụng hướng dẫn sơ cấp cứu bằng tiếng Việt miễn phí trên điện thoại để giới thiệu đến mọi người. Ứng dụng di động sơ cấp cứu First SSVN đưa ra những hướng dẫn sơ cấp cứu theo từng bước cụ thể nhằm giúp người sử dụng tự giúp bản thân hoặc những người trong các tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, biết cách sơ cấp cứu cần thiết trước khi xe cứu thương đến. Họ hy vọng nhiều người sẽ được an toàn và bảo vệ an toàn.